Kính thưa quý ông bà, chị em và thiếu nhi chúng con rất thân mến. Việc Chúa Giêsu cúi mình rửa chân cho các môn đệ phá tan mọi quy tắc kính trên nhường dưới. Các con gọi thầy là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật thầy là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa mà thầy còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Chúng ta hãy đảo qua một vòng suy nghĩ của các môn đệ khi theo Chúa Giêsu, từ khi Ngài chịu phép rửa cho đến ngày hôm nay Ngài thiết lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức, để chúng ta thấy ý nghĩa Chúa Giêsu cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ mang một ý nghĩa lớn lao như thế nào. Trước hết, khi Chúa Giêsu làm phép lạ quá bánh ra nhiều, dân chúng muốn suy tôn người làm vua của họ. Lúc đó, Chúa Giêsu đã thúc giục các môn đệ của người chèo thuyền qua bên bờ bên kia của biển hồ, còn người ở lại giải tán dân chúng. Hẳn nếu như các môn đệ của người còn ở lại, họ cũng muốn suy tôn thầy Giêsu của họ làm vua. Điều ấy được thể hiện sắc nét hơn khi mà chúng ta thấy hai tông đồ Giacôbê và Gioan đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, xin ban cho chúng con điều chúng con sắp xin, xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả trong nước của thầy, trong khi chính bản thân các con cũng chưa biết nước ấy như thế nào. Và thứ ba, niềm đến niềm tự hào vì là một đệ của đấng quyền năng làm nhiều phép lạ. Khi đi ngang qua một làng Samaria, người Samaria đã không muốn tiếp đón Chúa Giêsu. Giacôbê và Gioan đã nói cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, nếu như thầy muốn, chúng con sẽ khiến lửa từ trời thiêu rụi cả làng này. Và còn nhiều điều nữa, Chúa Giêsu đã cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ què đi được, người vong quỷ được sạch. Và Ngài làm cho Lazaro đã chết chôn trong mộ 4 ngày sống lại. Và một đấng quyền năng mà Phêrô đã thay mặt cho toàn thể các anh em tuyên xưng rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và lại còn thêm nữa: Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Vì chính thầy mới có lời ban sự sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày Chúa Nhật lễ lá vừa rồi, chính chúng ta nghe dân Do Thái tôn hô Đức Giêsu, hoan hô Thái tử Con Vua David, hoan hô đấng ngự đến nhân gian Đức Chúa. Và giờ đây chúng ta chứng kiến chính Chúa Giêsu đã cởi áo khoác, thắt lưng như một đầy tớ mà rửa chân cho các môn đệ. Hành động ấy diễn tả một tình yêu lớn lao, một tình yêu vượt quá trí hiểu của con người. Đức Giêsu Kitô vốn chỉ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã chối lại cho chúng ta một gia sản lớn lao và trường tồn, đó chính là tình yêu thương của Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài dành cho mỗi người chúng ta đang ngồi đây. Tình yêu đã thúc giục Ngài từ bỏ ngay Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm nhân loại, sống kiếp phàm nhân như tất cả chúng ta, chia sẻ mọi buồn vui, mọi sướng khổ với con người chúng ta, chỉ ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Tình yêu đã mời gọi Ngài chấp nhận khổ đau vì nhân loại, hiến thân trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con, dầu vậy xin đừng theo ý con, một xin ý Cha được thể hiện. Tình yêu đã khiến ngôi miệng Chúa Giêsu trên thập giá ban tài cho tội lỗi của con người chúng ta. Lạy Cha, xin tha cho chúng,
vì chúng không biết vì chúng là. Ngài đã bào chữa cho chúng ta là tội nhân, dù chính chúng ta góp phần đưa Ngài lên cây thập tự. Và vì yêu, Chúa Giêsu đã không muốn bỏ mặc chúng ta đơn côi. Ngài thiết lập bí đức thánh thể để ở cùng con người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa quý ông bà, chị em, nhưng rồi chúng ta đã đón nhận gia sản tình yêu của Chúa Giêsu như thế nào? Xác công vụ quận lại về giáo hội sơ khai, mọi người biết hướng đều coi mọi sự như của chung, và họ đồng tâm chuyên nhất trí chuyên cần lui tới đền thờ, vẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân. Tình yêu giữa các y tô hữu đã khiến dân ngoại và thốt lên rằng, xem kìa, họ yêu thương nhau biết là chừng nào, họ dám sẵn sàng chết cho nhau. Những kỳ tô hữu đầu tiên ở Việt Nam cũng đã được gọi là những người theo đạo yêu thương. Không có tình yêu thương, chẳng ai nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và yêu thương cho đến tận cùng. Có một câu chuyện có thật tại một giáo xứ tại Xuân Lộc chúng ta. Có hai vợ chồng kết hôn với nhau trong thời kỳ đất nước vừa mới thống nhất 1975. Cuộc sống khó khăn vô cùng. Từ năm 1975 tới năm 1986, nền kinh tế đất nước kiệt quệ vì chúng ta cấm cửa nhiều lĩnh vực và đời sống kinh tế rất khó khăn. Nhưng hai vợ chồng này với đôi bàn tay trắng đã ăn nên làm ra, và hai người có với nhau bốn mặt con. Đến khi đất nước mở cửa năm 1986, thì đời sống kinh tế gia đình của cặp vợ chồng này ngày càng phát triển, và đời sống của họ sung túc. Có thể nói cho cộng đoàn giáo xứ ấy, gia đình của họ là một trong những gia đình khá giả nhất. Nhưng rồi khi không còn cơ cực, khi không còn gắn bó với nhau mà đời sống nay đã sung túc, thì người chồng rời vợ của mình và bỏ rơi bốn đứa con đi ở với một người phụ nữ khác và lập gia đình với người phụ nữ ấy, và có với người phụ nữ ấy ba con nữa. Đến khi ông về già, khoảng năm 2014-2015 gì đó, thì ông ta bị một cơn đột quỵ và bị liệt nửa người. Các người vợ thứ hai và ba đứa con sau không muốn chăm bố vì chăm bố cực quá một người bố bị liệt. Thế là họ đã cướp hết tài sản của ông và buộc ông phải ra ngoài nhà trọ ở và nhận sự trợ giúp của giáo xứ hàng tháng. Người vợ cả nghe tin người chồng của mình bị như thế thì bà đã quyết định đưa người chồng về chăm sóc. Bốn đứa con nói với mẹ rằng, mẹ muốn đón ông về thì đón, còn chúng con không chấp nhận đâu, chúng con sẽ không chu cấp cho ông. Trong lúc gia đình chúng ta vừa mới khá lên, ông đã bỏ rơi chúng ta, tại sao mẹ phải tha thứ cho? Nhưng mà người vợ cả vẫn quyết định đón ông về và chăm sóc cho ông cho đến lúc ông tắt hơi thở cuối cùng. Cha xứ nghe được câu chuyện đó, trong khi thăm viếng đám ma, ngài hỏi với người đàn bà ấy rằng, người vợ cả rằng, vì lý do nào mà bà có thể làm được như thế? Người phụ nữ ấy trả lời rằng, thưa cha, trước hết, vợ chồng chúng con đã trải qua những thời gian tơ cực vô cùng, và đối với con vẫn còn rất thương anh ấy. Chính vì vậy mà khi thấy anh ấy trong cảnh cơ cực như vậy, con muốn đón anh về để trước hết lo cho anh về phần xác, vì nay anh đã biệt. Và thứ hai là con muốn chăm lo cho người chồng của con về phần hồn, vì anh đã bỏ Chúa hơn 20 năm nay. Con sợ rằng khi Chúa gọi anh về, anh không xứng đáng ra trước mặt Chúa. Và chúng ta hãy nhìn bóng gương của người phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho người chồng phản bội. Bà đã lắng nhận gia sản của Chúa Giêsu để lại, đó chính là tình yêu thương và sự tha thứ. Bà có nỗi buồn của bà, có niềm tự hào của bà, có những đau khổ của bà, nhưng bà đã cởi con người của bà ra, cởi nỗi buồn, cởi nỗi đau khổ của mình ra
như chính Chúa Giêsu đã cởi áo khoác ngài ra và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Bà đã nắm giật gia sản từ Chúa Giêsu và bà đã thực hiện, bà đã lấy gia sản đó mà phân phát cho người chồng của bà, để người chồng của bà được sống trong tình yêu Thiên Chúa và được ra đi trong bình an và ân sủng của ngài. Kính thưa quý ông bà chị em và thiếu nhi chúng con rất thân mến, ngày hôm nay trong bài tin mừng chúng ta nghe về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và chúng ta được chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ, đó chính là để cho bánh và rượu trở nên mình và máu thánh ngài để nuôi dưỡng và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Hôm nay và mọi ngày trong suốt đời của chúng ta luôn luôn được lãnh nhận gia sản tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu cúi mình rửa chân cho các môn đệ và nhìn ngắm tình yêu thương của Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể mà ngài để lại cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta hôm nay hãy cùng nhau suy ngẫm: bản thân tôi đã đón nhận và đem ra sử dụng tình yêu thương, gia sản tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã để lại cho tôi như thế nào? Amen. Giờ đây là nghi thức